Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 22 tháng 10 gồm có: trước hết là bản tin, tiếp đến là mục sinh hoạt giáo hội, và cuối cùng là phút cầu nguyện. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Jen Kabua theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha hỗ trợ thuốc cho một trung tâm trẻ mồ côi ở Congo. Kinshasa. Đáp lời xin hỗ trợ của các trẻ em mồ côi của trung tâm Foyat Nazareth ở Brazzaville, Congo, qua Đức Hồng Y Kongras Krasetsky, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha và Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã gửi thuốc đến trung tâm. Hôm ngày 3 tháng 10, các em đã viết thư cảm ơn Đức Thánh Cha về nghĩa cử yêu thương này. Trung tâm Foyat Nazareth do Sir Elis Vua Kuanitu quản lý. Trong thời gian qua, trung tâm thiếu thuốc điều trị, đặc biệt các loại thuốc điều trị thiếu máu. Ở địa phương, các loại thuốc này rất hiếm và giá lại rất cao. Vì vậy, Sir Elis và các em đã xin Đức Thánh Cha hỗ trợ. Đức Thánh Cha đã nhận lời xin trợ giúp của trung tâm trẻ mồ côi này. Qua Đức Hồng Y Konrad Kraevsky, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha và Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, vào đầu tháng 10, số thuốc này đã được chuyển nhanh chóng đến Sir Elis, người đứng đầu trung tâm trẻ mồ côi. Vào ngày 3 tháng 10 vừa qua, Sir Elis và các em đã viết thư cảm ơn đến Đức Thánh Cha vì sự quan tâm đặc biệt của Ngài dành cho các em. Trong lá thư có đoạn viết như sau: thưa Đức Thánh Cha, qua món quà này, chúng con biết Đức Thánh Cha đang nghĩ đến chúng con. Chúng con thấy được những lời của sách thánh là sự sống. Vâng, miệng chúng con bập bẹ, nhưng tâm hồn chúng con không thể không ngợi khen Chúa. Thưa Đức Thánh Cha, với những liều thuốc này, chúng con tin tưởng và xác tín rằng, qua Đức Thánh Cha, vì đại diện Chúa và Chúa Giêsu đấng cứu thế, Thiên Chúa đã đến viếng thăm chúng con. Thưa Đức Thánh Cha, qua cử chỉ gửi thuốc này, chúng con hiểu rằng tựa đề của thông điệp gần đây nhất của Đức Thánh Cha không phải là những lời sáo rỗng, nhưng là chương trình làm việc và sứ vụ mà Đức Thánh Cha đã đón nhận nhân dân Chúa Kitô vì giáo hội. Vâng, chúng con xác tín rằng tất cả chúng ta là anh chị em. Lời khẳng định này thúc giục chúng con luôn nhận ra khuôn mặt Chúa nơi người thân cận. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, Sir Elis cho biết, đầu tiên sẽ làm việc với rất ít phương tiện, sau đó cơ sở được Hiệp hội Ý hỗ trợ, ngôi nhà với khả năng đón tiếp 20 trẻ mồ côi, cung cấp cho các em một nền giáo dục toàn diện, được truyền cảm hứng từ các giá trị Kitô, đặc biệt các giá trị tình thương và tình huynh đệ phổ quát. Hội thảo tại Vatican, khám phá thách đố của trí tuệ nhân tạo. Vatican, vào hôm thứ Năm ngày 21 tháng 10, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và Đại sứ quán Đức cạnh Tòa Thánh đã tổ chức hội nghị chuyên đề về thách đố của trí tuệ nhân tạo đối với xã hội loài người và ý tưởng về con người. Mục đích của hội nghị là thúc đẩy nhận thức tốt hơn về tác động văn hóa sâu sắc mà trí tuệ nhân tạo có thể có đối với xã hội loài người. Hội nghị chuyên đề sẽ có 6 chuyên gia từ các lĩnh vực khoa học, thần kinh, triết học, thần học công giáo, luật nhân quyền, đạo đức và kỹ thuật điện. Các chuyên gia từ Viện Khoa học Allen về não, Đại học Goethe, Cao đẳng Boston và Google sẽ thảo luận về các câu hỏi liên quan đến trí tuệ nhân tạo và liệu nó có thể tái tạo ý thức, trí tuệ nhân tạo và những thách đố về triết học và trí tuệ nhân tạo và tôn giáo và ý nghĩa của nó trong mối quan hệ với học thuyết công giáo. Hội thảo buổi chiều sẽ tập trung vào các hậu quả đạo đức và pháp lý phát sinh từ trí tuệ nhân tạo do các chuyên gia từ Cơ quan Nhân quyền của Liên minh châu Âu, Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino và Học viện Điện tử và Trung tâm Công nghệ Kỹ sư Điện và Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Đức cha Paul Tigue, Tổng thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa cho biết, hội nghị đã được lên kế hoạch từ khoảng 3 năm trước, nhưng do đại dịch nên đã hoãn lại. Khi đó Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa đang cố gắng thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn và tốt hơn về văn hóa kỹ thuật số nói chung, nhưng đặc biệt là những tác động có thể có của sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo. Đức cha cho biết, hội đồng muốn cổ võ nhận thức tốt hơn về tác động có thể có của trí tuệ nhân tạo đối với toàn bộ các hoạt động của con người. Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh tặng 300 túi ngủ cho Caritas Ý. Roma. Hôm 19 tháng 10 năm 2021, qua cha Francisco Sadu, giám đốc Caritas Ý, Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh đã tặng Caritas Ý 300 túi ngủ đa chức năng chất lượng cao được sản xuất tại Đài Loan. Ông Matthew Lý Thế Minh, Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh đã cho biết điều này và nhấn mạnh rằng, quà tặng này diễn tả sự đồng hành của ông với những người đang gặp khó khăn theo giáo huấn về các giá trị của tình liên đới và huynh đệ.
Các túi ngủ đã được trao tại Đại sứ quán Đài Loan vào sáng thứ Ba ngày 19 tháng 10. Hiện diện tại văn phòng đại sứ có cha Fabio Baggio, Phó Tổng Thư ký Phân bộ Di cư và Tị nạn của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Đại sứ Matteo Lý nói, nhờ cử chỉ này, chúng tôi hy vọng sẽ gợi lại tinh thần làm năng động thông điệp Fratelli Tutti, thông điệp gần đây của Đức Thánh Cha Francisco, để bày tỏ những giá trị quan trọng nhất mà Đài Loan đón nhận, tình huynh đệ, liên đới và hòa bình, phản ánh cam kết của Đài Loan trong việc giúp đỡ những người đang cần được trợ giúp khắp nơi trên thế giới. Điều này cũng tương tự với khẩu hiệu của chúng tôi, Đài Loan thân thiện, tất cả anh em. Đại sứ nói thêm, mỗi khoản trao tặng đưa chúng tôi đến gần hơn với mục tiêu hỗ trợ, mang hơi ấm tình người và niềm hy vọng cho các anh chị em đang gặp khó khăn trong mùa đông giá lạnh. Khi nhận được 300 túi ngủ được sản xuất tại Đài Loan, cha Sốt Đù đã bày tỏ lòng biết ơn và cho biết món quà này là một đáp ứng cụ thể và tức thời cho nhu cầu căn bản của những người kém may mắn và những người vô gia cư, cần nơi cư trú để đối phó với mùa đông giá lạnh hiện nay. Đây không phải là lần đầu tiên Đại sứ quán Đài Loan hỗ trợ Vatican và giáo phận Roma trợ giúp người nghèo. Trong năm 2020, để đối phó với tình trạng khẩn cấp do virus corona, ông Matteo Lý Thế Minh đã thực hiện một số chương trình hỗ trợ tòa thánh trong các hoạt động chống đại dịch giúp đỡ người nghèo. Cụ thể, ngày 23 tháng 3 năm 2020, Đại sứ Đài Loan đã trao cho Đức Hồng Y Kraevsky 600 hộp cá. Số thực phẩm này đã được chuyển đến tòa nhà Migliori gần đền thờ Thánh Phaero, là nơi Đức Thánh Cha muốn dùng để đón tiếp người vô gia cư. Lần thứ hai vào ngày 27 tháng 4 năm 2020, ông Matteo Lý đã trao cho Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha một số thực phẩm và đồ dùng được vận chuyển từ Đài Loan, bao gồm cá ngừ đóng hộp, si rô dứa và nồi cơm điện được sản xuất tại Đài Loan. Ông đại sứ nhấn mạnh rằng Đài Loan luôn hợp tác với tòa thánh bằng cách cố gắng làm mọi sự có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn. Các hội giáo hoàng truyền giáo tài trợ 5.000 dự án cho các nước đang phát triển. Roma, nhờ lòng quảng đại của người Công giáo ở 120 quốc gia, trong năm 2020, các hội giáo hoàng truyền giáo đã hỗ trợ 110 triệu euro cho khoảng 5.000 dự án ở các nước đang phát triển. Cụ thể, trong năm 2020, ngân sách hỗ trợ của các hội giáo hoàng truyền giáo cho các hoạt động loan báo tin mừng trên thế giới đạt hơn 110 triệu euro. Nhờ lòng quảng đại của người Công giáo ở 120 quốc gia, hơn 5.000 dự án đã được tài trợ. Mỗi dự án được chuyển vào Quỹ Liên đới Toàn cầu của các hội giáo hoàng truyền giáo nhằm đảm bảo phân phối công bằng cho tất cả các nhà truyền giáo trong các hoạt động loan báo tin mừng như mục vụ, trường học, chủng viện, giáo lý. Tính độc đáo và sức mạnh của Quỹ Liên đới còn thể hiện ở khả năng đi đến những nơi bị lãng quên, những hoàn cảnh khó khăn nhất, như những vùng truyền giáo không có khả năng nhận viện trợ vì khó liên kết với các giáo xứ, giáo phận và không liên kết với các tổ chức hoặc hiệp hội cụ thể. Tại Ý, trong năm 2020, các tín hữu đã đóng góp hơn 6 triệu euro cho Quỹ Liên đới. Một số tiền đã được tài trợ cho các dự án ở châu Phi, châu Mỹ, châu Á, châu Đại Dương và châu Âu, như xây dựng nhà vệ sinh và nhà bếp trong ký túc xá Trường Thánh Tâm ở Chailenga, giáo phận Agartala, Ấn Độ, với tổng số tiền là 6.750 euro, mua thuốc trị giá 4.500 euro cho bệnh viện dành cho phụ nữ và trẻ em do giáo phận Bunda ở Kibara quản lý, xây dựng một nhà nguyện ở làng Deherkoti của giáo phận Barisa, Bangladesh với chi phí 9.000 euro. Ngoài ra, trên trang web của tổ chức Missio của các hội giáo hoàng truyền giáo của giáo hội Ý còn liệt kê các dự án hỗ trợ khác trong năm ngoái cho các châu lục. Sứ thần Tòa Thánh yêu cầu các giám mục Ấn Độ ngăn các linh mục thành lập và quản lý các quỹ hay tổ chức phi chính phủ. Ấn Độ. Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, sứ thần Tòa Thánh tại Ấn Độ, đã yêu cầu các giám mục ở bang Tamil Nadu của Ấn Độ ngăn chặn xu hướng các linh mục thành lập và quản lý các quỹ tín thác hoặc các tổ chức phi chính phủ độc lập với giáo phận của họ và biến các tổ chức này trở thành cơ sở quyền lực tài chính và chính trị. Trong thư đề ngày 8 tháng 10, Đức Tổng giám mục Girelli lưu ý rằng các giáo sĩ đang vi phạm giáo luật khi có xu hướng thiết lập các quỹ tín thác độc lập được đăng ký theo thói quen dưới vỏ bọc của một tổ chức phi chính phủ, bề ngoài là nhằm cung cấp hỗ trợ cho những người cần được giúp đỡ. Ngài nhận định, ngay cả khi mục đích của các quỹ tín thác như vậy có vẻ là đáng ca ngợi, tất cả các quỹ tín thác này thường trở thành cơ sở quyền lực chính trị và tài chính cho các linh mục có liên quan. Sư thần Tòa Thánh tại Ấn Độ nói rằng, những hoạt động này vi phạm giáo luật và yêu cầu các giám mục thực thi giáo luật bằng cách đóng tất cả các quỹ tín thác tư nhân mà các linh mục điều hành. Trong thư ngài nói rõ rằng,
luật của giáo hội cấm các linh mục và tu sĩ liên kết trực tiếp với bất kỳ quỹ tín thác hay tổ chức hoặc công ty độc lập nào, trừ khi sự tham gia của họ được giám mục địa phương cho phép cụ thể. Thư của Đức Tổng giám mục Girelli trích dẫn điều 1393 của giáo luật, nói với các giám mục rằng luật của giáo hội cho phép các ngài hành động chống lại các linh mục sai lầm, các giáo sĩ hoặc tu sĩ hoạt động thương mại hoặc kinh doanh trái với các quy định của luật sẽ bị phạt tùy theo mức nghiêm trọng của vụ việc. Trong thư, Đức Tổng Girelli yêu cầu các giám mục đưa ra những hướng dẫn rõ ràng để đảm bảo rằng tất cả các quỹ tín thác do các linh mục quản lý sẽ được kiểm soát trực tiếp bởi các giáo phận tương ứng và chúng mang lại lợi ích thực sự cho việc truyền giáo của giáo phận. Các giáo phận cũng được yêu cầu đảm bảo rằng không có quỹ tín thác nào do một giáo sĩ duy nhất kiểm soát. Băng đảng Haiti bắt cóc các nhà truyền giáo người Mỹ đòi tiền chuộc. Haiti, băng đảng 400 Magoya, nhóm đã bắt cóc 17 người Mỹ, gồm các nhà truyền giáo và gia đình của họ, vào hôm 16 tháng 10 tại Haiti, đã đòi số tiền chuộc 17 triệu đô la để đổi lấy sự an toàn cho các nạn nhân. 6 người đàn ông, 6 phụ nữ ở độ tuổi từ 18 đến 48 và 5 trẻ em dưới 15 tuổi, trong đó có một em bé 8 tháng tuổi thuộc tổ chức viện trợ Kitô giáo đã bị bắt cóc sau khi thăm một nhà mồ côi mà họ đang quyên góp giúp đỡ và hiện đang bị giam giữ tại một nơi bí mật. Băng đảng 400 Mawoya đồng thời cũng bắt cóc 2 người Haiti. Hồi tháng 4 năm nay, băng đảng này đã bắt cóc các nữ tu và linh mục đòi 1 triệu đô la tiền chuộc, sau đó nhờ thương thảo ngoại giao các nạn nhân được trả tự do. Hoa Kỳ đã gửi một nhóm các chuyên gia của Bộ Ngoại giao và FBI đến Haiti. Phát ngôn viên của Nhà Trắng cho biết FBI là một phần trong nỗ lực phối hợp của chính phủ Hoa Kỳ nhằm đưa các nạn nhân đến nơi an toàn, cách bình an vô sự, với sự hợp tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ và các nhà chức trách của Haiti. Hôm ngày 19 tháng 10, Tổ chức Viện trợ Kitô giáo đã cập nhật tin tức và cho biết chính quyền Haiti và Hoa Kỳ đang nỗ lực làm việc để đưa những người thân của họ về nhà an toàn. Thông cáo của tổ chức viết, hôm nay một lần nữa, chúng tôi phó thác các nhân viên của chúng tôi cho sự chăm sóc của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện để các nhân viên của chúng tôi có thể đáp lại sự căm thù bằng tình yêu của Chúa Giê-xu, vượt qua tinh thần sợ hãi bằng đức tin và đối mặt với bạo lực bằng mong muốn thực sự chúc lành cho những kẻ áp bức họ. Tổ chức viện trợ Kitô giáo cũng kêu gọi cầu nguyện cho các nhà chức trách dân sự đang làm việc để giải cứu nhóm bị bắt cóc. Những người bị bắt cóc đã dấn thân phục vụ trên khắp nước Haiti nghèo đói, mong muốn thẳm sâu của họ là chia sẻ tình yêu của Chúa Giê-xu. Công việc của họ là hỗ trợ hàng ngàn trẻ em nghèo khó, phân phát sách kinh thánh và sách báo Kitô giáo, cung cấp thuốc men cho các phòng khám bệnh, dạy các mục sư người Haiti và cung cấp thực phẩm cho người cao niên và người dễ bị tổn thương. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Thường hội đồng giám mục lần thứ 16 và sự tham gia của phụ nữ. Kính thưa quý thính giả, hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 10 năm 2021, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô, chính thức khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 với tiến trình 2 năm và sẽ nhóm họp đại hội vào tháng 10 năm 2023 với chủ đề Vì một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Các giáo phận trên thế giới cũng đã khai mạc tiến trình này vào Chủ nhật ngày 17 tháng 10 vừa qua. Đức Thánh Cha mong muốn Thượng Hội đồng lần này có nhiều thay đổi, đặc biệt trong tiến trình thực hiện. Theo Đức Hồng Y Mario Gresh, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, thay đổi cụ thể đó là mọi người, mọi thành phần dân Chúa sẽ có thể lên tiếng nói. Còn đối với Sơ Nathalie Becca, người Pháp, thuộc dòng nữ tu Thánh Xavier, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, thì Thượng Hội đồng lần này tập trung vào sứ vụ. Và để hiểu cách thực hiện sứ vụ loan báo tin mừng của giáo hội, chúng ta cần phải tạo một hành trình, trên đó mọi thành phần dân Chúa lắng nghe nhau. Sơ nhấn mạnh rằng, mỗi bước của Thượng Hội đồng phải là một kinh nghiệm thiêng liêng, mọi thành phần dân Chúa gặp nhau để chia sẻ những cảm nhận và kinh nghiệm, và như thế lắng nghe Thánh Thần, đấng nói qua cuộc sống của tất cả những người đã được rửa tội. Sơ Becca sẽ là phụ nữ đầu tiên vào năm 2023, bỏ phiếu cho một Thượng Hội đồng gồm nhiều người nam. Nói về trách nhiệm này, Sơ giải thích, tôi cảm thấy mình như một mắt xích nhỏ trong một sâu chuỗi dài. Trước tôi đã có nhiều phụ nữ và nhiều giáo dân tích cực tham gia sứ vụ của giáo hội. Quyền bỏ phiếu trong Thượng Hội đồng có thể giống như một ngọn đèn được thắp sáng. Nhưng việc tôi được bổ nhiệm không thể tách rời khỏi toàn thể con đường mà phụ nữ đã thực hiện trong giáo hội và từ thực tế của các giáo hội địa phương, nơi phụ nữ có nhiều trách nhiệm và nhiều quyền.
Vì vậy, cần phải tiếp tục đi theo con đường này. Hơn nữa, các thượng hội đồng trước đây đã nhấn mạnh về việc cần thiết lắng nghe các phụ nữ, trao tiếng nói cho họ và kêu gọi họ đồng trách nhiệm nhiều hơn nữa. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma, Sir Natalie Pekka đã có những chia sẻ cụ thể về sự tham gia của phụ nữ trong thượng hội đồng lần này. Xin Sir cho biết đóng góp của phụ nữ có giá trị như thế nào trong thượng hội đồng. Tiến trình thượng hội đồng là một con đường mở. Vì vậy, theo tôi, chúng ta không nên có định kiến về những đóng góp của phụ nữ. Ngược lại, điều thực sự cần quan tâm là họ có dám nói ra và đảm nhận vị trí thuộc về họ hay không. Tôi muốn nói là phụ nữ phải mang theo những gì họ có. Về cơ bản, tôi tin rằng những gì họ đang mang lại cách cụ thể là động lực của sự hiệp hành. Bởi vì họ thực sự mong muốn giáo hội không còn là một giáo hội của giáo sĩ dành cho những người được ưu tuyển, nơi một số người đưa ra những quyết định cho tất cả mọi người. Phụ nữ khao khát tham gia vào các quyết định của giáo hội. Mặt khác, các thượng hội đồng gần đây đã nhấn mạnh rõ ràng về thách đố đối với vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong giáo hội. Thưa sơ, tại sao phụ nữ mong muốn đảm nhận trách nhiệm trong giáo hội? Nếu chúng ta nhìn vào lịch sử giáo hội và xã hội, trong nhiều thế kỷ, hầu hết các quốc gia đã kế thừa não trạng gia trưởng. Ngay cả ngày nay, một số phụ nữ vẫn còn là nạn nhân của não trạng này. Phụ nữ bị thống trị ở khắp mọi nơi, họ không được phép làm phận sự của mình, được lên tiếng nói và thể hiện tài năng. Phụ nữ mong muốn có các mối quan hệ bình đẳng hơn dựa trên sự tôn trọng. Và do đó, các tương quan này là một động lực mạnh mẽ của sự hiệp hành. Tôi thường nói trong dân Chúa, phụ nữ và người trẻ đi đầu trong việc thực hiện và thúc đẩy tính hiệp hành. Thực tế, quá trình tham vấn chắc chắn vẫn sẽ dựa trên các cơ cấu hiện có. Một điều chắc chắn là trong một số giáo hội địa phương, vai trò của phụ nữ vẫn còn bị đặt bên lề. Vậy phải thực hiện như thế nào, thưa sơ? Việc tham vấn chắc chắn sẽ bắt đầu từ các giáo phận. Các phong trào, các hiệp hội quốc tế của các tín hữu, các cộng đoàn dòng tu được mời tham gia. Tất cả những người đã được rửa tội phải là đối tượng của cuộc tham vấn. Chính tại các giáo hội địa phương, việc tham vấn với dân Chúa phải diễn ra một cách bình thường vì đây là nơi giáo hội bước đi. Tông hiến Episcopalis Communio, Hiệp thông Giám mục, còn đề cập đến các viện giáo dục đại học hoặc các trường đại học công giáo cũng là đối tượng của cuộc tham vấn. Hơn nữa, cũng như trong thượng hội đồng giới trẻ, có thể thấy trước rằng các nhóm hoặc các cá nhân có thể gửi trực tiếp đóng góp của họ cho ban thư ký của thượng hội đồng. Như thế, phụ nữ có thể thể hiện tiếng nói của mình thông qua các hiệp hội mà họ thuộc về và đặc biệt là các hiệp hội phụ nữ. Một giáo hội hiệp hành là một giáo hội lắng nghe. Thưa sơ, vậy phải nghĩ thế nào khi nhiều phụ nữ vẫn có cảm tưởng họ không được lắng nghe? Triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco bắt nguồn sâu xa từ những gì Công đồng Vatican thứ hai nói về giáo hội được coi là dân Chúa. Giáo hội về bản chất và do đó về mặt cơ cấu là hiệp hành. Vào những thế kỷ đầu của giáo hội, việc điều hành của giáo hội mang tính đoàn thể và hiệp hành. Sau đó, điều này đã bị mất và ngày nay được tái phát hiện như hiệu quả của Công đồng Vatican thứ hai. Chỉ cần nhớ lại rằng trong hiến chế Lumen Gentium, chương 2 về dân Chúa được đặt trước chương về phẩm chất. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rõ ràng rằng, ngoài tất cả sự khác biệt của chúng ta, trong giáo hội, tất cả chúng ta đều có điểm chung là được rửa tội. Thực tế vẫn là, để mọi thứ thay đổi, cần phải hoán cải não trạng và đồng thời cải cách cơ cấu. Tất nhiên, thượng hội đồng này sẽ không thay đổi mọi thứ ngay lập tức. Chúng tôi đã yêu cầu tất cả các giáo phận thành lập các nhóm hiệp hành có thể đồng hành và làm cho tiến trình công nghị được sống động. Chúng ta hy vọng rằng ở những nơi rất cụ thể này, chúng ta sẽ mở ra nhiều hơn tầm quan trọng của việc làm việc nhóm, những người nam và nữ, giáo dân, những người thánh hiến, giáo sĩ. Hơn nữa, việc một người nam và một người nữ, cha Luis Marín de San Martín, người Tây Ban Nha và tôi được bổ nhiệm cùng một lúc làm phó tổng thư ký thượng hội đồng, có thể là một ví dụ cho các nơi khác. Giáo hội hiệp hành là một giáo hội trong đó chúng ta làm việc và phân định cùng nhau. Thưa sơ, sự năng động hiệp hành mới này có thể cũng làm dịu đi những căng thẳng và đòi hỏi trong một số giáo hội không? Tôi hiểu rằng một số người có thể nghĩ rằng mất quá nhiều thời gian, nhưng sự thay đổi trong mọi thể chế không phải trong một ngày. Thách đố lớn nhất là những người nam và những người nữ có thể lắng nghe và hiểu nhau. Chúng tôi thực sự hy vọng thượng hội đồng này sẽ thúc đẩy một cuộc đối thoại mạnh mẽ hơn nữa giữa các vị mục tử và tín hữu.
Điều này cũng cần phải tìm hiểu nhau, vượt qua sự e ngại, đôi khi phải quen dần. Trong các thượng hội đồng gần đây, vấn đề bỏ phiếu của phụ nữ được mọi người quan tâm sâu sắc và việc sơ được bổ nhiệm gia tăng nhiều mong đợi. Sơ nhìn nhận thế nào về vấn đề bỏ phiếu của phụ nữ? Tôi kết nối những gì Đức Hồng Y Craig đã nói khi tôi được bổ nhiệm. Nhờ lời kêu gọi mà tôi đã nhận được và nhờ chức năng tôi thực hiện, một cánh cửa đã mở ra, nhưng tôi không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra. Tôi hiểu sự quan tâm được khơi dậy bởi vấn đề bỏ phiếu. Chúng ta đang sống trong các nền văn hóa dân chủ, nơi lá phiếu đóng một vai trò biểu tượng rất quan trọng. Nhưng khi chúng ta tìm hiểu sâu về Thượng Hội đồng là gì, chúng ta sẽ thấy rõ rằng nếu tính năng động hoạt động tốt thì nó phải tạo ra một sự đồng thuận. Thực tế, cuộc bỏ phiếu diễn ra vào cuối quá trình khi tài liệu đúc kết đã được đồng ý. Trong công đồng, hầu như tất cả các định chế và văn bản đã được biểu quyết gần như nhất trí. Và điều tương tự cũng xảy ra trong hội trường Thượng Hội đồng. Do đó, tôi không muốn làm giảm tầm quan trọng của cuộc bỏ phiếu, nhưng điều có vẻ đặc biệt quan trọng đối với tôi không phải là phụ nữ có thể bỏ phiếu, nhưng là họ có thể tham gia ngay từ đầu của quá trình xây dựng sự phân định chung dẫn đến sự đồng thuận. Thượng Hội đồng không phải là nghị viện, nó là một thực tại của con người, Thiên Chúa, được hướng dẫn bởi Thánh Linh. Thượng Hội đồng có thể trở thành một bệ phóng canh tân và cải cách giáo hội không, thưa sơ? Thượng Hội đồng Giám mục là một trong nhiều hình thức hiệp hành đang tồn tại. Thượng Hội đồng Giáo phận là một hình thức thể chế khác của tính hiệp hành. Nhưng thách đố hiện nay không chỉ là có các Thượng Hội đồng, nhưng còn là chính phong cách của giáo hội ở mọi cấp độ cũng trở thành hiệp hành. Ngày nay, chúng ta được mời gọi tiến tới một giáo hội hiệp hành trong mọi trường hợp, ở mọi cấp độ, để thực sự làm cho tính hiệp hành trở thành một mô thức hoạt động hàng ngày. Trong các xã hội, theo chủ nghĩa cá nhân của chúng ta thường đánh mất chiều kích cộng đoàn và giáo hội trong đức tin của chúng ta. Hôm nay, chúng ta đang ở trong giai đoạn học lại tính hiệp hành. Tính hiệp hành đã hiện diện vào buổi bình minh của giáo hội, nhưng chúng ta không thể chỉ sao chép và dán. Bối cảnh chúng ta đang sống là khác, do đó việc học lại này cũng trải qua kinh nghiệm sống. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện. Sống cho hiện tại hay quá khứ? Có người dành cả hiện tại để sống với quá khứ tổn thương của mình. Có kẻ chọn đời thành kiến với ai đó vì lầm lỡ của họ trong quá khứ. Người ta tưởng mình đang sống cho hiện tại. Kỳ thực, quá khứ đang dẫn lối họ. Ai cũng có cho riêng mình một quá khứ với tuổi thơ, trò đùa, vấp ngã và cả những tổn thương không mong muốn. Có những điều xưa ấy ta quên sau một đêm ngon giấc. Vậy sao lại có điều ta chẳng muốn nhớ trong những đêm trằn trọc? Để rồi những tổn thương ấy vẫn hiện về, khiến ta chẳng vui trọn, chẳng cười trọn nụ và chẳng sống trọn ngày hôm nay. Chúng dập dờn ảo diệu kéo ta về quá khứ tổn thương cố quên, để rồi ta từng bước tồn tại thất thểu, bước đi trong hiện tại. Cái tổn thương xưa ấy, đó có thể là hành động lầm lỗi hay những lời so sánh, dè bỉu, khinh khi, khiến ta dù sống trong hiện tại nhưng luôn dằn vặt bản thân về hành vi của ngày xưa. Dẫu cho hiện tại ta chẳng còn sống như thế nữa, chẳng còn sai trái nữa, nhưng ám ảnh của quá khứ cứ ngoi lên, để rồi mỗi ngày ta sống vất vưởng, áy náy với chính mình. Có khi, đang trong niềm vui cùng mọi người, ta chợt khựng lại vì quá khứ chạy về, để rồi niềm vui ấy chẳng còn trọn, ta cũng chẳng muốn vui, muốn cười nữa. Cứ thắc thỏm, bất an về hình bóng quá khứ, muốn quên đi điều đã qua để sống cho phút hiện tại, muốn giải thoát mà nào có được. Ta bị kìm hãm trong suy nghĩ, tư tưởng của mình. Hiện tại của ta giờ là những thắc thỏm, chập chờn. Ta lều thều bước đi trong cõi riêng mà chẳng thể nói với ai về quá khứ muốn quên ấy. Hôm nay, ta bắt gặp một người phụ nữ, chị ấy cũng giống như ta. Chị, một người phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau, sát chân người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Chị chọn đứng đằng sau Đức Giê-xu. Vì khi đã là một người tội lỗi, chị sẽ tự ti,
cùng với nỗi mặc cảm đang dâng trào lên trong lòng, cùng với những tiếng sầm sì đang rộ lên ở góc này, góc kia, chị chẳng còn tự tin để đứng đằng trước. Đôi khi chọn đứng đằng sau vì thấy chỗ đó xứng đáng cho mình, cho một tội nhân. Thưa chị, đã bao lần chị oán trách chính mình, những điều mình đã làm trong quá khứ. Chị thấy ghét con người của mình như chính tôi. Chị và tôi, chúng tôi thấy mình không còn tự do nói về những ân ban như những ngày xưa nữa, đơn giản vì mình không còn đủ tư cách. Nhưng hôm nay, lúc này chị đã quyết định không sống trong quá khứ tội lỗi ấy nữa. Và chị, một người phụ nữ, nghèo, tội lỗi, đã can đảm thực hiện một cuộc vượt qua những thành kiến, vượt qua thân phận tội lỗi để đến với Đức Giê-xu, một người đàn ông mà chị nghe nói rằng người ấy rất thánh thiện và hay thương xót những người nghèo nằm bên lề và tội lỗi. Tất cả đang diễn ra vào lúc này trong nhà ông Pha-ri-sêu. Có ánh nhìn yêu thương, có vòng tay dang rộng, có mùi hương lan tỏa, mùi của bình dầu thơm đắt tiền, mùi của yêu thương trao tặng. Vẫn còn đó tiếng xì xầm đuổi theo bước chân chị, nhưng bỗng có tiếng nắp bình dầu được mở ra và át hết những tiếng sầm sì và tiếng khóc của chị. Vượt qua tất cả, sau những đêm dài tủi nhục và câm nín, dằn vặt, chị đã khóc. Chị khóc, có lẽ vì chị đã phải chịu đựng quá nhiều, khổ đau quá đỗi. Dằn vặt về quá khứ đã xé rách cuộc đời chị thành nhiều mảnh. Đến với Chúa, chị vượt ra những rào cản, chạm đến giới hạn. Chị khóc cho những gì đã qua, khóc cho chính mình, khóc cho niềm vui khi cứu lại một tâm hồn, một cuộc đời, khóc cho một khởi đầu mới. Vậy đó, chị đã tìm lại chính mình. Lạy Chúa, đứng trước những vấp phạm quá khứ, những sai lầm tuổi trẻ, những khinh chê miệng đời, xin giúp con biết can đảm bước đến với Chúa để được hàn gắn, được an ủi và tìm lại được chính mình và biết sống cho một hiện tại mới. Amen. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.